Ê, ngủ ha, khóc. Tại mình không có đi đó, để vô mình. Ừ. Tụi mình bỏ rơi đó, nãy giờ nhà mới khóc. Rồi gì xuống ở dưới à, dạ. Khóc liền. Đó, thôi thì khóc, tại người ta không có cho lên. Bây giờ chú này mới được. Hồi trước có cha là hút thuốc phiện. Hút thuốc phiện, hút cũng ghi là thuốc phiện á, đúng như mình không biết nói lại xì ke đi. Dạ. Đó, không đủ đuôi mình là bán già, bây giờ không có già nữa. Là mình còn nhỏ, mười mấy tuổi à. Nè, đây là tụng mã trứng sần. Là nghĩa là gì chú? Nghĩa là con người đi làm, nó chạy suốt ngày không có bệnh hoạn gì đó, mạnh như con ngựa với con rồng vậy đó, tụng mã trứng sần. Anh nhớ phòng chú hay là phòng máy không? Nhớ không? Dạ. Nhớ đúng không? Để em tìm ở phòng thứ hai, nhớ là có mấy cái hình hình dáng của người Trung á. Ơi thấy chú lắm nè. Chào chú Hà, chú ngủ nha. Ui, hôm nay chú ngủ là nhìn chú Hà nhìn trông khỏe rồi nè. Trời ơi mừng quá. Thôi để con cắt cái cặp cái con vào luôn nha. Và mình vào nhà luôn cả nhà ha. Mới nãy thì Thu Quyên có mới nhìn thấy chú Hà mới xuất viện về đây mà thấy chắc là trước hết thì Thu Quyên xin gửi lời chào đến cả gia đình GoFood mình và đến chú Hà và chú Ngũ. Hôm nay thì tụi con có dịp ghé đây cũng chưa có gọi chú sớm á, tụi con chạy qua luôn. Tại nghe nói là chú Hà chú về rồi, không biết tình hình ra sao, hai anh em mới kêu là thôi qua đây thăm chú luôn. Thôi con xin phép là con cắm mic cho chú Hà, con nói chuyện với chú trước ha. Này, chú Hà con có nhớ ra con không? Nhớ. Cháu là Mạnh Thường Quân phải không? Dạ đúng rồi. Con là Thu Uyên, con làm cầu nối với con phải là Mạnh Thường Quân nha. Con ngồi đây được không chú? Được. Ủa nhưng mà hôm nay là con trong sắc mặt của chú ấy, là ban đầu con nghĩ là nó sẽ mệt hơn cơ, nhưng mà qua lại thấy đỡ hơn nhiều nha. Chú cũng hơi đỡ đỡ. Chú thấy trong người ra sao rồi? Nó ăn ít lắm, không ăn nhiều. Ăn ít. Ăn ít chút là no rồi. Có đau ở chỗ mô không? Đau hả? Dạ. Đau nó đau đau. Đau ở đâu chú? À. Bên hông hả? Ở bên hông á. Chú lấy cái túi qua đây coi xíu được không? À. Vẫn còn phải mang cái túi này hả chú? Mang cái túi này à. Cái này không có bỏ được. Dạ. Cái này mang vĩnh viễn luôn. Cái túi này là nó cắm vào cái phần nào của chú đâu, chú dỡ lại cho con xem được không? Rồi chú đặt cái này tạm xuống đi chú. Mình nói vậy chứ mình cũng muốn để cho cô chú anh chị khán giả xem này, bởi vì là chú có một cái phẫu thuật là bên hông ở đây thì phải gắn cái túi này mang suốt đời. Dạ. Rồi được rồi, chú che xuống lại đi ha. Hôm rồi thì cái tình hình bệnh của chú Hà rất là nặng cả nhà, đi vào bệnh viện cấp cứu. Hôm nay thì mới về đây. Thu Quyên đến thăm chú vào đúng cái dịp mà chú về cách đây cũng một hai hôm thôi, nghe nói là vậy. Còn đau là không có đau gì hết hả chú? Nói đau. Đau đau là đau chỗ nào nữa? Thấy đôi chị rồi đó. Chỗ này có đau đầu hay gì không chú? Không, bình thường. Hôm nay con thấy nhà mình có thêm cái bình oxy nè. Là bây giờ chú có thở không hay là khỏe luôn rồi? Nó không mệt được thở, không mệt được thôi. Đây là bình thường chưa? Cũng hờ. Nhưng mà ăn no quá đó. Dạ. Thì nó ợt da. Dạ. Ba cái hơi nó ợt da. Cái lâu nó không có phải gắn lại cái oxy này nè. Dạ. Nhưng cũng hơi mệt lắm à. Chú ngừng cái oxy được bao lâu rồi? Cũng mới đây à. Nãy chú nói là chú ăn no quá thì nó bị khó chịu á, là nó chú ăn được nó ợt da. Một ngày một buổi bình thường nghe, chú ăn được bao nhiêu chén cơm? Ăn có chút xíu à. Nửa chén không à? Không ăn nửa chén nữa. Nhiều khi nó ăn no quá đó. Dạ. Nó không tiêu quá. Dạ. Nên nó ợt da. Ăn ra đi thì mệt. Mình thì thở oxy nè. Đó. Tức là mỗi lần ăn cứ là mỗi lần thở oxy. Dạ phải, đúng. Nhưng mà chú ăn cơm bình thường hay là nấu cháo hay ăn cái gì đó nó mềm mềm thôi nó tốt hơn chứ? Dạ phải nấu cái gì cũng mềm hết đó. Nấu cơm nấu cháo cái gì cũng mềm hết đó. Con nói chuyện với chú, con ngồi như thế này chú có mệt không? Chú ngồi này có mệt không? Cũng hơi mệt đó.
Mày thì nói con tiếng nha, chứ họ đừng có là lo sợ là hôm nay là tụi con tới thăm quay hình lại cái là ráng chịu ngồi nha. Thu Uyên nói này cả nhà, bởi vì lần đầu tiên Thu Uyên đến đây á, là mình có ngồi nói chuyện với chú. Chú ngồi trên cái ghế đó cả nhà, mọi người coi tập 1 là mọi người sẽ rõ. Nhưng mà lần thứ 2 á, thì Thu Uyên hỏi lại thì chú Ngũ mới nói là sau cái hôm Thu Uyên qua là tối hôm đó mệt đó chú ha. Tối hôm đó là bắt phát mệt nè. Cho mình cũng hơi áy náy, mình kêu chứ không biết là có phải là do ngồi cố gắng gồng nói chuyện của mình không mà sao lại mệt trong hôm đó luôn. Nên chú mệt một cái là chú nói con nhà chú có nằm đi, con ngồi sao hay là sao cũng được, con sẽ linh hoạt. Nhiều khi không chừng nhiều khi nó mệt, nhiều khi nó không mệt. Bữa giờ về nhà rồi có ai tới thăm hàng xóm hay chú có đi đâu không? Để cho con nhờ chú Hà nói đi chú ha. Dạ. Giờ trong xóm này ít cơ lợi rồi là thăm lắm. Trong xóm này á, ít cơ lợi. Họ hàng anh em mình có, họ hàng nhà mình á, có ai qua thăm chú không? Cái gì? Bà hàng hả? Họ hàng ấy, họ hàng ví dụ nhà cô gì, chú bác. Không có bà con chú bà cái gì hết đâu. Không có. Không có đến gì hết. Dạ. Rồi, tôi con nhờ, con xin phép là con nhờ chú Hà ngồi gần con luôn ha. Chú ít lộ, chú Ngủ ngồi gần đây luôn. À, chú Ngủ ngồi gần đây luôn chú Ngủ. Chú Hà ngồi chỗ đi nha. Không cần di chuyển nhiều đâu chú. Dạ. Con xin phép con mượn cái mic của chú. Hôm rồi làm thủ tục xuất viện về đây chú nè, rồi viện phí hay bác sĩ có nói dặn dò mình gì mình không? Dặn dò là có cái này nè mà. Đấy giờ chú chuẩn bị sẵn luôn rồi à? Dạ, bác sĩ đưa vậy hết á. Mình không biết tiếng Việt. Hai chú là không người nào biết tiếng Việt luôn. Dạ, ý là biết chữ á. Không biết chữ luôn. Chữ tàu là biết. Chữ tàu biết hả? Bây giờ con nói là chú hiểu được bao nhiêu phần trăm? Dạ. Mà nói sức giao tiêu to. Xíu đó mẹ. Ký đó việc làm quá. Xíu. Tôi biết hơi hơi à. Hơi thôi. Mấy con nói là không nói. Còn chú Ngủ con nói ví dụ như là bình thường con nói chuyện với chú nha. Dạ. Chú hiểu được bao nhiêu phần trăm? Tôi ngủ được có 1-2% à. Tại mình đi làm việc cái toàn làm tiếng Hoa không, không có tiếng Việt nói. Bởi vì không có dành, nhưng mà nói cạn cạn là nghe được. Nói cái sâu sắc trăng trương á, mình không biết nghe. Dạ rồi, để con biết con chú ý ha. Con sợ là con nói chú không hiểu là cũng hơi khó thật. Ở đây thì Thu Uyên sẽ đọc cái hồ sơ bệnh án của chú Hà nha cả nhà nghe ha. Thứ nhất là chú Hà khám tại khoa điều trị giảm nhẹ trung tâm ung bướu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đây có giấy ra viện nè. Chẩn đoán là U tân sinh chưa rõ tính chất của gan, túi mật và ống dẫn mật, u đường mật nghĩ ác tính đã dẫn lưu đường mật ra ngoài da. K83 viêm đường mật, nhiễm trùng đường mật, viêm phổi không đặc hiệu, suy hô hấp cấp tạm ổn, sỏi niệu quản trái, sỏi nó suy này là suy mòn, suy kiệt. Phương pháp điều trị là kháng sinh hỗ trợ dinh dưỡng và hỗ trợ hô hấp. Mình nghĩ là hỗ trợ hô hấp là có cái bình oxy, hỗ trợ dinh dưỡng và kháng sinh là chắc phải uống thêm và ăn, chú ý về ăn uống ấy cả nhà ha. Chú là chú bị mình nói ngắn gọn nhất là ung thư gan và ung thư mật đấy. Yeah. Ung thư gan và túi mật á. Dạ. Yeah. Lần trước thì bác sĩ có nói là phải phẫu thuật, nhưng mà cái tỷ lệ nếu mà phẫu thuật thì nó 50-50, nhưng mà nếu mà phẫu thuật thì với cái độ tuổi như của chú thì 70 tuổi thì sống cũng không có được lâu, nên là gia đình là để theo dõi thêm. Gần đây thì chú Hà mới phát bệnh thêm là mới vào Chợ Rẫy nằm điều trị và người ta họ chẩn đoán như vậy. Người ta có dặn dò gì thêm không chú? Dặn có giấy như vậy, ăn đồ mềm nhưng mà không uống nước nước ngọt, không ăn bột ngọt đó. Là 15 mày đi tái khám nữa, chạy vô nữa. 15 này tái nữa. Dạ, bữa nay 13, thứ hai đi tái khám nữa. Ủa, bình thường là chú đi là chú đi xe gì lên? Cái này oxy. Bình thường chú đi á, chú lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Thì chú đi xe gì lên? Đi Grab, taxi hay là đi đi giáp à? Taxi nặng quá, đi giáp nó dễ tiền. Có 60 đi giáp 100 mấy. Đi du lịch là 100 mấy, 120 đó.
Một ngày chú đi lên đi về hết mấy lần? Đi 4 lần à, đi lên thì không à, tối á, về nó về mai sáng đi nữa vậy đó. Là một ngày chỉ có một lần thôi chú dạ, đi lên đi lên, về đi xuống à. Là hai một vòng, nói chung là à, đi hết một vòng dạ à. Rồi có khi phía kêu cái chú nó phụ gác cũng như đái nghĩ vậy á đó. Đó cái chú kia đó, à, ngồi đó nè dạ chú, à, chú Hà chú ngủ nói cái chú kia là cái chú bạn của chú ngủ à, dạ chú ngủ thân à. Dạ. Chú giúp mình nó đỡ tại mình mỗi cũng bệnh nữa hô hoài mười mấy ngày rồi. Rồi con hỏi nè, trong này con thấy có viện phí là đóng trong đây là cái tờ màu hồng này là 7 triệu nè. Dạ. Tờ này là 7 triệu ha. Dạ. Rồi dạ. 7 triệu rồi thêm tờ nữa là 1 triệu rưỡi, khoảng tầm 1 triệu rưỡi dạ. nữa đi. Dạ. Còn cái tiền mà con cho chú hôm dạ. bữa đó. Dạ, còn ở đây nữa. Còn ở đây nữa. Còn dư đúng không chú? Dạ. Chú có biết cách sử dụng tiền Việt ví dụ như là mấy cái ví dụ như là từng này là bao nhiêu không? Tờ này là chú biết đúng không? Cái này làm sao cho chị? Đây, chú biết cái này là chú đóng tiền bao nhiêu không? À, cái này hả? Này 7 triệu. Chú biết cái số tiền trong này không? Biết, 7 triệu, ở đây 7 triệu. Ừ. À, nó trừ ra là còn bao nhiêu trả lại mình. Rồi, đúng rồi. Đó, còn 2 triệu mấy nó trả lại chị, cái đó là biết. Nhưng mà viết chữ viết gì vô là không biết. Nhưng mà đột tiền nó trả lại còn dư nhiêu mình cái nó coi dễ dàng hơn. À. Cái này là người ta ghi lại cho chú phải không? Dạ, dạ. Đúng trả rồi. Lại nè, 2.320.000 dạ, dạ, bệnh viện ở viết luôn dạ, à. Dạ, dạ, đó, rồi mấy nay ăn uống ở nhà rồi dạ. Chú có nấu gì cho chú Hà đâu, con à, coi được không? Coi được, cháu... Thôi chú dẫn con coi đi, hôm nay này, nấu cháu ăn ăn cơm. Con phải mình này nói lấy. Thôi, con ăn đi, để con dạ. Cháu củ gìn gì cải cà rốt với xương hầm đó tôi muốn đó. Còn cái này cải sầu gà thái diễn diễn cho nó ăn nó với cải tại lạc bó rồi cải chú đúng. Đi chợ chú mua à? Dạ tôi mua không đó cô mà nấu bỏ đó nó còn dư một chút nó ăn có một chút à rồi con này dạ. À. Đó, còn cơm nữa. Lát tối là phải nấu nồi khác đúng không chú? Dạ, nấu gì ăn nóng nó ngon, nó nguội nó đâu có chịu được lạnh lạnh rồi. Một ngày hai chú ăn được mấy dạ. lon? Nửa lon ăn nửa lon à. Tôi ăn nhiều hơn ổng. Tại ổng bệnh hồi xưa ổng nhiều hơn tôi. Đó. Ừ. Bây giờ ngược vậy nó nhiều hơn ổng, tại ổng bệnh mà. Đó, ổng ăn được nhiều nữa. Ồ có bây giờ về là có uống thuốc ngoài gì không chú? Cái thuốc hôm bữa chú nói là có uống nữa không hay là dừng rồi? Không giống uống hai thứ lộn sợ nguy hiểm. Ừ. Thuốc tây tây nam mà nam vậy đó. Uống tùm lum nó lá dao à nguy hiểm dạ vậy dạ. cho an toàn chú ha dạ thôi mình cất đi nha dạ dạ còn mua tạ mua gì cho nó nữa con có thể dạ. nó để... chú ngồi lại đi chú lại dạ, ngồi dạ. Này nãy nghe chia sẻ đồ ăn nấu ăn nên con lại dạ. hỏi kỹ chú dạ. Thằng Thu Quyên để Thu Quyên kiếm cái ghế nào nó thấp xíu dạ. Rồi về sắp tới đây chú dạ. Mình có dự định gì tiếp theo không? Ví dụ như là chăm cho chú Hà này, hoặc là công việc hoặc là sau đó thì mình có dự tính gì chưa? Bây giờ dự tính là chỉ bằng cũng như ngày, có ngày nào sống ngày đó vui thôi dạ. Cũng phải mình bỏ giờ đâu có được phải không? Nó, anh em mình rồi ruột mà rồi làm sao bỏ bố hổm mình không có lên nó khóc đó. Về già nó khóc. Cái hôm bị sao mà chú không lên đó? Tại hôm cũng chưa lên. Ừ. Ừ. Bữa hôm khóc. Tại mình không có đi đó. Ừ. Giớ mình. Ừ. Tụi mình bỏ rơi đó. Nãy giờ mới khóc. Rồi. Rồi xuống ở dưới à. Dạ. Khóc liền. Đó. Thôi thì khóc. Tại người ta không có cho lên. Tại giờ chú này mới được. Đó. Ở xuống là khóc rồi. Nhưng mà chú có luôn. Nói với chú Hà, chú có nói với chú Hà là chú người ta không cho chú lên không? Có, nó biết nhưng mà nó tưởng cũng ghét nó là bỏ nó luôn, tội gì nó xuống đó, nó khóc quá ai cũng dòm. Là tức là chú Hà trong bệnh viện trong phòng khám á chú ngồi chú khóc một mình. Cũng phải xuống về đây mới khóc á. Mới về mới lại là trong đó chú không khóc mà về nhà chú mới khóc. À, đó, thấy mình để dành
đâu uống thăm nữa. Từ từ con xin con cắt ngang một xí này, con để cái mic này con phải nói cho chú, để chú Hà chú nói mới được. Rồi đây, đây con xin phép khúc này và để chú Hà chia sẻ nè. Chú sao chú mà lúc đó chú không thấy chú ngủ lên thăm chú á, là chú sợ hả? Chú sợ cái gì? Chú sợ lắm, sợ nó không, mấy người bảo vệ đó, không cho lên đó. Bảo Thành nó là không thấy ổng, ổng cũng lâu lắm rồi, xuống xuống đọc được không? Rồi trước đây á là chú ngủ á có bỏ chú lần nào không mà sao chú sợ? Không, nó không có cho lên thăm mà. Mà làm sao lên được? Cái chú này phục vụ nè. Chú bạn của chú ngủ, bạn chú ngủ phục vụ. Không thấy chú ngủ lên thăm nên chú Hà chú lo. Lo phải. Nhưng mà trước đây chưa có lần nào bỏ đúng không? Đúng rồi. Về nhà rồi con hỏi nè, con chú cho con biết cái cảm nhận khi mình về, mình khỏe lại xong mình về tới nhà mình gặp anh mình rồi mình thấy như thế nào chú? Cũng bình thường nha. Thấy bình thường à, không thấy vui gì hết hả? Xong thấy tại thấy mình ở già hoài thấy thường xuyên thấy nó mới dở, nhưng mà bị lên mấy ngày đó nó tưởng mình bỏ giờ, nó hủng lợi thăm nó cho nó cũng như mình nói phong tục tưởng đi rồi vậy đó, không có coi đó nữa, nó sợ rồi mai cho xuất viện. Chú nói cái phong tục tưởng đi rồi là sao chú? Chú nói lại cho con nghe. Đi rồi cũng như chết. Đấy, cũng như tự giận tưởng mình không ai lo đó. Nó sợ ví dụ nó có gì nằm xuống không ai lo đó. Vậy cũng như là mãi tan vậy rồi đó. Tại bây giờ nó nặng quá rồi đó, con biết gì. Rồi có cái khoảng này nha chú. Hồi xưa đó là hai chú là nhà mình á, nói chung là cũng không có ai có gia đình gì hết trơn nè. Đây là ba anh em mình là có ở chung với nhau hay ở gần nhau không, hay là mỗi chung người một luôn. Nơi em gái cũng chung đường đây luôn, chung nhà luôn hả chú? Chung nhà luôn đó, làm nó làm mấy cái thủ công nghiệp, mấy cái khăn á, cái khăn giữa chén giữa cái đó đó. Rồi một thời gian nó mua giang hương, nó bị xe Honda đụng nó chết, đầu nó đập ngay cái bồng bông á, cái đầu chảy máu rồi nó vết trở về trở dậy. Dạ. Tám giờ mấy bị trúng, 9 giờ người ta báo rồi. Anh phải là em Hà không phải, em gái anh bị xe đụng chết rồi, mới chạy đi bệnh viện Bình Tân ở Hương Lộ 2. Đó. Hôm chú có nói con nhớ rồi là em mình là bị xe đâm mất đi. Dạ. Nhưng mà hồi xưa giờ là mấy anh em ở chung với nhau hết đúng không? Dạ, ở trong lâu hết, ăn uống cũng chung lâu hết. Ủa, ở trong cái chỗ trọ mình là có gia đình nào là người chung không, người gốc Hoa nữa không chú? Hồi xưa ở đây, hồi trước ở bên quận 8 mà có. Có bạn bè giúp lâu mấy người qua giúp, còn đây không có. Thấy nó về cũng vui cái gì, chứ đâu có mua quà cáp gì thăm mình đâu. Về chú khỏe hả? Về vậy thôi. Nói vậy, hôm nay toàn như vậy, tại cái phong tục của người miền Nam vậy, trời nó mất rồi, nó mới cúng biếu bái vậy thôi, nói thẳng vậy đó. Bình thường nó về đâu có mua thăm mình là mua gì mua gì cho mình đâu, không có đâu, trừ đó. Tiêu khác rồi. Cái phong tục người Việt Nam chú ạ, ví dụ như là người ta ốm xong nè, người ta sẽ qua thăm nè, xong rồi có thể là họ sẽ gửi cho gia đình một chút gì đó, quà cáp gì đó, nó không có luôn. Nên đợi chú về hả, khỏe vậy thôi, nói biết vậy thôi, biết vậy thôi. Tiền nào nằm xuống người này 100-200 vậy, tại em gái mình chết đây mình biết mà, nó chết nên mới có tiền chi liệu một cây vàng vậy thôi, 100-200 có đó. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian ốm á, là mình có thể đi mượn tiền của họ hàng được không chú? Ví dụ như là còn họ hàng xung quanh đó, mình có thể là cho mượn một xí được không? Hay là người ta sẽ là không luôn, người ta để cho gia đình tự lo? Dạ, hồi gió tới lớn mình không có mượn tiền ai hết á. Cái này là do mình thôi chứ không phải là mình, không? Mình làm công nhân có tiền nuôi nó được, mình ăn một chút thôi, không phải nuôi đó. Nó không có thiếu nợ ai hết. Dạ. Đó, người ta cũng... Mới là hai ông già thì ngày nào nhỏ già cũng có tiền, phải mình về hũ có tiền rồi, không có ăn gì ăn cũng phải trả tiền già trước.
Yeah. Không có tiền dạng người ta chửi là phải đuổi, đúng không? Yeah. Đang có cái thắc mắc này á chú. Yeah. Là mình là gốc Hoa chú ha. Mình yeah. ở Việt Nam cũng đã từ nhỏ đến lớn rồi á. Yeah. Nhưng mà con thấy tiếng Việt của chú nó chưa được rành á. Là như hồi xưa mình đi học đồ á chú. Yeah. Rồi là mình phải chắc phải học ở trong này Việt Nam mình chứ ha. Học Việt Nam đi mà tiếng Hoa thôi. Học Việt Nam mà tiếng Hoa. Tại hồi xưa là mình học tập tiếng Hoa của Đài Loan thôi. Yeah. Giải phóng học tiếng Việt là mình già rồi. Năm mươi mấy sáu mấy rồi nó làm sao học được lên được. Học một thời gian mù chữ học ngoài nhà nước thôi không cho học nữa. Bởi vì không biết chữ Việt. Hồi xưa chú đi làm là cũng là công ty người Trung Quốc hả chú? Không phải, làm mấy người Bắc Kỳ á, bộ xây dựng á. Yeah. À, tổng công ty số 1 á. Chú trải qua những cái nghề gì rồi, chú làm những nghề gì rồi? Là thợ nước thôi. Thợ nước? Dạ, thợ nước bậc 7. Dạ. Là hết cỡ rồi đó. Đó. Có cái chức vụ nào đó mà nó nổi bật không chú? Hay là có cái tên chức vụ nào nổi bật không? Có giấy khen thôi. Giấy khen hả? Dạ, giấy khen bộ xây dựng làm ống nước á. Rồi, đó. Chú làm bao nhiêu năm rồi chú nghỉ? 76 tới giờ. 76 tới 2022 là nghỉ rồi, về hưu. 2002 á. Ừ. Khi xưa dạ. là chú làm xong rồi chú về nhà, chú ở chung dạ. với hai anh em, dạ. anh em của mình. Còn bây dạ. giờ là hồi xưa là tôi nói tôi làm, còn em gái chưa bị gì đó là nó lưỡi lúa là tôi đi làm mà kiếm tiền về nuôi cho em trai với em gái đó, nó trả tiền phòng không à, mấy chục năm mà muốn già không á, không có dưới đâu có già đâu mà già. Từ thời mà cha dạ. mẹ mình là cũng không có nhà trên Sài Gòn không mà chú. Tại hồi trước có cha là hút thuốc phiện cũng ghi là thuốc phiện á, cũng ghi mình không biết nói lại xì ke đi. Dạ. Đó, không đủ nuôi mình là bán già, bởi vì không có già nữa. Là mình còn nhỏ, mười mấy tuổi à. Hồi xưa sống chế độ cũ mà, bây giờ là mình tối giờ đuổi mình lớn đi làm, đưa đỡ cha mẹ. Đó, đúng muốn già không, đâu có già, có tiền đâu mà mua nổi. Ăn cũng không đủ lắm đô lấy gì mua già được đó, tới giờ cũng vậy. Nhưng hồi trẻ là chú có ân cô nào không? Không có gì hết á. Không ân cô nào luôn. Mình khổ quá đi không đủ ăn ai mà dám đi đâu đó. Bây giờ nó khác phải không đó, giờ là ba bốn đứa cũng có nữa mọi người, mình không có này, nó không biết cái gì nó phải cố gắng nuôi đó. Là chú nuôi em từ trẻ đến giờ luôn á chứ? Trừ hai mươi mấy tuổi thôi. Cha mẹ hồi trước cha mẹ nuôi, mình còn nhỏ mà. Dạ. Rồi tới lớn mình đi làm mà cha mẹ đi rồi, mất rồi. Đó, mất thời gian rồi tới em nữa. Em nuôi đó, mình đi kiếm tiền nuôi hai đứa. Bây giờ em chết rồi còn đó nữa, bây giờ đâu có làm được nữa. Đó. Nhưng mà lỡ sau chú bệnh rồi ai lo chú đây? Vậy đó, mình chắc là mình làm công dân về hưu chắc già nữa. Cũng như là nói thẳng cho cái hồn vậy đi thôi. Bởi vì mình nói em đi trước á, mình lo nó được hậu sự. Từ đầu mình trước là nó khổ, chị đó đúng không? Không có ai nuôi đó, đâu có biết làm gì đâu. Đó, anh đụng như chai rồi, lấy gì nữa rồi sống nổi. Đó. Bây giờ 70 tuổi rồi cả nhà, sao mà đi ra ngoài trời nắng mà nhặt ve chai được. Chú Hà thì sống bằng cái lương, chú ngủ thì sống bằng cái lương là lương hưu. Hưu, tháng được đâu hình như hơn 4 triệu một chút chú Hà. Dạ, 4 triệu 3. 4 triệu 3, dạ. Tiền phòng là bao nhiêu chú? Còn 2 triệu mấy. À, còn là 2 triệu 7, 2 triệu 8 vậy thôi. Rồi. Giờ cần ngậu nước á, mình không lo. Người ta thấy mình nghèo á, người ta cho mình. Có chùa có người đi lường đụng á, người ta thôi cho chú bao gạo rồi có nước mắm nước gì người ta cho không à, khỏi cần mua gì hết á. Chứ mình kiếm được chỉ mang trả tiền già thôi, ăn mua đi chợ mua thức ăn vậy thôi. Bây giờ tức là chú mình còn sức mình lo cho em mình tới đâu được á, thì đúng mình rồi. Cố hết sức thôi chú ha. Đúng rồi. Phải lo đó, ví dụ đó đi rồi có mình vui đọc rồi. Mình kiếm mình phải sống chứ mình con, ăn con luôn. Cảm thấy như thế này nha chú à, con sau khi mà con tiếp xúc với chú thì con thấy chú chia sẻ hay là mọi thứ con thấy rất là chân thật nè. Dạ. Chú là hồi trước bây giờ mình có từng bị mình vì mình không biết tiếng Việt Nam mình không biết chữ gì đó mà người ta họ lừa chú không? Không có ai lừa đó. Người ta nói mình anh hiền quá thật tà quá chú ơi, nói vậy đó. Mình còn dạy mấy người bắt mới làm việc nữa đó.
bởi vì mấy cán bộ nó thương mình, nó mới cho mình vô cái đó biên chế của nhà nước đó. Làm tới 2002-2004 gì đó là về hưu tới giờ đó. Ăn lương cũng mười mấy năm rồi, 17 năm. Đó, bây giờ của mình. Chú cho con hỏi một chút nữa nha. Cái này là cái này con hơi thắc mắc, con hỏi cho cá nhân con nè. Là con thấy ở nhà mình á, nó có mấy cái gì ta? Cái này là gọi là cái gì chú? Mấy cái, mấy cái hình dáng đỏ đỏ này là mình gọi là cái gì là đúng ta? Cái này hả? Dạ. Cái đó là cũng phát tài. Phát tài á, cũng sức khỏe dồi dào. Đó. Mình nói tiếng Việt á, nó không có dành nói tiếng Tàu à, biết hết thôi. Chú nói một vài câu tiếng Tàu không ạ? Ví dụ như cái này biết. Chú nói sao? Nè, này là tùng mã trứng sần. Là nghĩa là gì chú? Nghĩa là con ngựa đi làm, nó chạy suốt ngày không có bệnh hoạn gì đó, mạnh như con ngựa với con rồng vậy đó, tùng mã trứng sần. Một sức chập thì ngón cũng ghi là đi ra đi vô cho nó bình an đó vậy. Dạ. Còn cái này là xanh xuân tại cách cũng vậy, ăn Tết á chúc mình vui vẻ đó. Vậy đó. Ồ, là Tết là chú sẽ dán lại ha? Dán lại cái cũ rồi bỏ, dán cái mối lại đó. Cái này là ủ phúc đâm môn ở hoài đó, đó. Cái đâm tâm di á. Đây phía trước này cả nhà nha. Dạ đó, còn ở hoài có miếng á, đi ra đi vô á cũng như hên xương hỉ gì đó. Đó. Lịch à, hôm nay Thu Nguyên mới để ý là cái lịch là cũng là lịch chữ tiếng Trung này cả nhà. Trước là mình tới mình thấy tòa mình lo mình hỏi thăm bệnh không, nhưng mình thấy cái này rồi nhưng mà không tiện hỏi, hôm nay Thu Nguyên hỏi luôn để mình biết luôn cả nhà ha. Mong chú anh chị thông cảm giùm Thu Nguyên, mình cũng tò mò. Dạ, biết không sao đâu, cái đó mình có nào nói thẳng mà đâu có giấu giếm gì. Dạ. Chú mình ví dụ nghe Tết cái Tết của bên Việt Nam mình á là Tết âm lịch. Âm lịch sắp tới nè. Hình như bên người Hoa cũng là ăn cái Tết này luôn phải không chú? Có ăn con dâu thừa đó. Cũng như anh em cùng dâu đây ăn, ví dụ mình hai anh em ăn chục cùng bữa hổm vui vẻ. Mấy năm trước là chú ăn Tết sao? Có, cũng vậy thôi. Cũng hai anh em rồi tự nguyện ăn chung. Hai em đâu có ngày đâu chị. Em chết rồi có hai anh đây, em. Chú với lại đây nè là hai người đó là hai anh em. Dạ hai em ngủ với chú Hà đó. Là hai chú năm ngoái là cũng bày ra mâm cơm ăn thôi hả? Có đi đâu chơi không chú? Hả? Có đi đâu chơi không? Không. Chạy đi đâu ra chơi, tội không có chỗ nào. Đi qua quận mấy rồi đi tới chỗ nhà họ hàng mình đó. Có đi quận 8 chơi mấy bạn bè hôm nay với mình nằm trời ngon á, chung xuống á chơi nó vậy thôi. Chúc Tết này ăn chúc mấy là để uống nước ngọt thôi, không biết uống bia, không biết uống rượu nữa, chỉ bằng biết uống trà thôi chứ cà phê thôi. Chú hai nghĩ chắc là chú không có uống cờ bạc thuốc lá gì đâu, không có đâu. Cờ bạc quánh bài không bao giờ, có là chắc không có ở đây đi xin mày thôi, đâu có tiền rảnh nương ít là đâu chỗ nào ở, đâu có ở ngoài đường đó. Mình tuổi già mình mới phải lo nó nữa, mình khổ đi nó không nghĩ có cho nó khổ đấy, không nó cũng khờ không biết cái gì đó. Nó vậy thôi. Thôi hôm nay tụi con đến thăm nè. Trước mắt là lần cái lúc mà con vào trong nhà mà con thấy chú Hà chú khỏe, chú cười một cái là thấy mình trong lòng mình là mình mừng, chắc mừng rồi đó. Hay bây nói giờ, chuyện là thấy như thế này là con rất là mừng nè. Và con nghĩ là không chỉ con đâu mà tất cả các cô chú khán giả, các bạn thường quân giúp đỡ cho chú đều rất là vui khi thấy tình hình chú Hà hiện tại là cũng gọi là khỏe mạnh rồi nè. Da như hôm nay cũng đỡ đỡ vàng hơn rồi cả nhà thấy không? Như đỡ đỡ vàng hơn chút rồi. Ít đời bây giờ. Nó đi tiểu nước trắng rồi, nó mừng quá. Chắc chú Hà chú ngủ nấu ăn ngon rồi ăn vô là nó đỡ. Nhưng mà trời xí, nói ăn con mới nhớ. Sao hình như không thấy sữa gì hết trơn ta? Là sữa nè. Sữa là sữa, ủa uống sữa ong thọ thôi hả chú? Ong thọ, nó uống sữa ong thọ là nó khoái uống sữa ong thọ. Là kiêng hay sao? Mình không mua thêm mấy cái sữa khác nó nhiều dinh dưỡng hơn? Dạ, ở bệnh viện người ta có cho sữa này là sữa này. Tao cho con coi chút nào. Mình bây giờ là phải chú trọng là dinh dưỡng mà sao lại nói không thấy sữa gì hết trơn? Là đấy. Đây đây hả? Dạ. Đó, nó không chịu uống, kêu nó chú uống nó không chịu, bây giờ làm sao? Nó khoái uống sữa đó. Thích sữa uống này, sữa đó. Sữa này chắc cũng ngọt cái gì đó, nó mới chè.
không ngọt ấy, là cái này nó không ngọt thành ra chê à? Là nó chê, lạc quá à, lạc hả chú? À, lạc lắm à. À. Thôi thì hôm nay nha, tụi con đến đây thăm chú thì cũng có cái phần quà này của các cô chú mạnh thường quân, các khán giả nói chung là cũng người Việt Nam trong nước và ngoài nước thì gửi cho hai chú. Thì mình để dành rồi mình ăn mua thêm đồ có chất dinh dưỡng nha chú ha. Rồi thì Thu Nguyên cũng xin phép là đọc tên các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú Hà. Con có gửi chút tiền cho chú nha. Cái tiền này là tiền của mạnh thường quân. Đó, chú biết mạnh thường quân là gì không? Chính dịch còn không biết. Mạnh thường quân á là những cái người mà họ không quen biết gì chú luôn á, người ta họ xem trên YouTube nè, hôm nay tụi con quay như thế này, tụi con đăng tải trên YouTube á, người ta xem được, người ta quý chú, người ta cho tiền chú để chú đi chữa bệnh đó nha. Đó, thì thứ nhất là có chị Phạm Thị Mai Thư ở quận Bình Thạnh gửi cho chú 500.000. Thứ hai là có một người ở Alaska, Mỹ gửi cho chú 4 triệu. Thứ ba là có anh Hưng 2009 gửi cho chú 1 triệu. Tổng số tiền là 5 triệu 500 ngàn. Ở đây. Con gửi chú nè, 1 triệu nè. 1 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 500 ngàn nha chú. Rồi. Cảm ơn à. Sau này chứ không, còn nãy giờ con để ý con thấy chú cứ cười cười hoài á, mình vui hay sao chú? Vui vui. Cầm tiền là vui à. Cầm tiền là vui hả? Nó cầm một tờ có vui không? Hả? Cầm một tờ có vui không? À, không có vui. Thôi Thu Yên đùa chú chút thôi cả nhà. Chú nhìn vào phía camera nè, có các cô chú khán giả đang xem chú á, chú có gửi lời nào đến các người mà mọi người mà cho chú tiền không? Cảm ơn nhìn vào đây, cảm ơn chú này. Cảm ơn chú bà con giúp đỡ. Dạ. Vậy cố gắng ăn uống nha chú nha. Con và là team GoFood cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài ở đây gửi lời chúc sức khỏe đến chú. Ví dụ cũng mong là lần sau mà con có gì con ghé con thăm chú á là chú cũng giống như vậy nè, cũng tươi cười rồi khỏe mạnh vậy. Dạ. Về tình hình tương lai á cả nhà thì chú còn có một, đáng lý ra thì chú sẽ có một cái phẫu thuật nữa. Sẽ phẫu thuật nhưng mà hiện tại thì tình hình sức khỏe cũng hơi yếu và kinh phí, cái chi phí để cái cuộc phẫu thuật này rất là lớn. Nên là gia đình là hiện tại là gọi như là ở nhà chăm sóc sức khỏe này tới đâu hay tới đó. Mình mong rằng khi mà Thu Nguyên sau khi mà mình thăm chú và sắp tới đây nữa thì sức khỏe của chú nó sẽ không có bệnh tật nặng hay gì hết. Vì thật sự khi mà thấy chú Hà bị bệnh rồi nằm trong viện ở cả nhà, chú ngủ bây giờ cũng 77 tuổi rồi, là chạy đôn chạy đáo lo liệu rồi ăn uống nói chung là thấy cũng rất là cực khổ. Nên là mình rất là mong rằng tình hình sắp tới của chú là sẽ khỏe mạnh và mong rằng thì sẽ thành hiện thực. Mình tự nhiên hôm nay mình hết chữ, mình không có thể mình nói ra được nhiều từ hay được. Nên là thôi con với lại cũng anh và tất cả các thành viên GoFood chúc cho hai chú, chú Hà nè, cả chú Ngũ nữa thật là nhiều sức khỏe. Mình cũng chúc mình mấy chú bác anh em giúp hộ mình cả tạ không kịp nữa. chú nói một câu tiếng Trung mà cảm ơn mọi người được không ạ? Cảm ơn mọi người, cô bác anh em chị em giúp đỡ mình. Rồi, thành nói tiếng Trung xem nào. Trung thì sao? Nói tiếng Hoa. Tiếng Hoa hả? Tô chè cô quẩy sánh cho người kiền phủ dầu phải ngón xúc bạc hình tầy. Rồi, cũng như chú bác anh em Bình an. Đó. Dạ. Rồi, bây giờ Thu Nguyên cũng xin được phép tạm dừng clip này tại đây. Và Thu Nguyên hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Nếu mọi người yêu quý những clip của Thu Nguyên và team GoFood làm, và đặc biệt là những hoàn cảnh mà kênh chia sẻ, mọi người có thể là để lại những dòng động viên ở phía dưới và cũng như là like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ Thu Nguyên. Bây giờ Thu Nguyên cảm ơn mọi người và chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cất đi chú, cất đi. Này là cho chú á. Cất cảm ơn ha. Dạ. Tí mua gì còn ngon ăn nghe chú. Dạ dạ dạ. Chú có thèm gì không? Ăn gà. Ăn gà hả? Ăn gà rồi cái bụng này ăn được không? Ăn được chứ. Thử nó thử. Ăn cháo gà đi chú, ăn cháo gà cũng có gà. Cháo gà có gà. Có gà ăn cái này. Dạ.